Dạ kính thưa ông bà cô chú anh chị, nay mình sẽ review cái số hoa Tết nha. Để cho bà cô chú anh chị mình đón xem. Đây là đường Tô Ký nha. Đường Tô Ký, đường Tăng Chánh Thiện nha bà cô chú anh chị ơi. Wow, hoa này không biết ở đâu lên đây. Dạ, cái này là đường Tô Ký nha bà cô chú anh chị. Đây là rất là đẹp, có những cúc, đa số cúc bông thọ, cúc và bông thọ nha bà cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp luôn nha, cực kỳ. Đây là nằm đường Tô Ký nha. Đây là gần cầu Dược. Nói chung là gần ngõ tư Trung Chánh, gần ngõ tư đi ra ngõ tư ngõ ba Đông Quen à. Dạ. Nằm đường Tô Ký. Wow, bông này là cúc, không biết là cúc này, để coi mình hỏi thử, cúc Bến Tre hay là cúc Sa Đéc nha bà cô chú anh chị. Đây thì nó có một số bông thọ nữa nha. Cực kỳ các loại bông luôn. Dạ, nằm ở đường Tô Ký, phường Tăng Chánh Thiện, quận 12. Đây là cực kỳ luôn bà cô chú anh chị ơi. Đây là cực kỳ luôn nha. Chung có mồng gà, mồng gà luôn. Đây là bông thọ nè. Đây là bông thọ nha. Dạ, đây là sống đời nha bà cô chú anh chị. Đây là sống đời nha. Còn đây là mồng gà. Đây là mồng gà. Đây là loại gì ta? Cực kỳ đẹp. Ông lựa cái băng nào mà để tới Tết nó nở, con thấy giờ nó nở mẹ hết rồi đó. Rồi con, bà đỡ cho anh xuống quay cặp ơi. Bà tặng nó để cái bông này nó nở xong đục xuống rồi đứng lên, nó đứng lên hiểu không, nó mới tàn được chứ không phải nó tàn. Rồi đi năm nào xuống mùa sao không trồng cái loại hoa năm nay thì ông bà cô chú anh chị thân mến là rất là đẹp nha. Đây là mồng gà nha ông bà cô chú anh chị. Đây là mồng gà. Đây là mồng gà. Bông lấy đâu lên anh? Đâu có này, ở đây rồi. Ở đây luôn hả? Đây mà đẹp dữ vậy anh hả? Cái vùng dạ vùng đất mình mà đẹp quá hả? Đây Đông Thuận mà. Cái vùng đất bông này là ở Đông Hưng Thuận, quận 12 luôn nha bà cô chú anh chị ơi. Quá trời đẹp luôn. Bông này ở đây luôn nha. Xe này là xe di chuyển bông lên nè. Quá trời. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nha bà cô chú anh chị. Nè, bông ở đây luôn nha. Bông ở quận 12 luôn, trồng luôn nha bà cô chú anh chị ơi. Cực kỳ nha. Đây là bông ở quận 12 luôn. Đây là đường Tô Ký ông bà cô chú anh chị ạ. Ngay đường Tô Ký. Ngay đường Tô Ký luôn nha. Dạ kính thưa bà cô chú anh chị, là bông này đích thực là bông ở vùng đất Sài Gòn trồng luôn nha. Đây là vùng đất của phường Tô Ký, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh luôn nha, trồng luôn nha bà cô chú anh chị ơi. Cực kỳ. Loại bông ở vùng vùng quận 12 trồng rất là đẹp nha bà cô chú anh chị. Đây là bán ngay đường Tô Ký luôn nha. Đây có những cây mai cực kỳ nha bà cô chú anh chị ơi. Cái này là chợ hoa. Chợ hoa luôn nha bà cô chú anh chị. Hoa cực kỳ đẹp. Dạ, đây là chợ hoa luôn. Đây là dưa hấu nha bà cô chú anh chị ơi. Đây là dưa hấu, các loại dưa hấu luôn. Dùng
bông này là kính thưa bà cô chú anh chị là dùng bông này là ở đất Sài Gòn trồng luôn nha, quận 12. Dùng qua này là dùng quận 12 trồng luôn nha bà cô chú anh chị, cực kỳ đẹp. Qua cái này là xe ở đây người ta sẽ vận chuyển lên, vận chuyển bên xe du lịch ra luôn nha, vận chuyển bên xe du lịch luôn nha bà cô chú chị. Đây là dùng qua này là ở đất Sài Gòn trồng luôn, cực kỳ qua cực kỳ đẹp nha, rất là cực kỳ luôn. Ok, đây có những loại bông giấy rất đẹp nha bà cô chú anh chị. Đây là bông thọ, bông giấy rất là đẹp. Đây có ớt kiển nữa nè, ớt kiển nữa nha bà cô chú anh chị. Đây là mồng già. Wow, cúc là chậu cúc nè bà cô chú chị, thấy đã không? Wow, chậu cúc cực kỳ nha. Bây giờ cảm nghĩ của mình và thấy bây giờ cũng có một số bà con á, người ta đã đi mua hoa rồi nha. Bây giờ người ta đi mua bông rồi, cực kỳ đẹp nha bà cô chú anh chị ơi. Đây là đầm đường Tô Ký nha, chợ hoa đường Tô Ký. Chợ hoa đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha. Đây hoa đây rất là, cái giá rất là dễ nha, dễ mua nha bà cô chú anh chị. Đây rất là, giá đây rất là dễ mua. Wow, cực kỳ đẹp nha bà cô chú anh chị ơi. Đây cực kỳ đây sẵn đây là chợ ông bà cô chú anh chị, mình nhìn thấy đẹp không, lộc tài, lộc tài bưởi da xanh 55k Bến Tre 1 ký. Bưởi da xanh này nha, người ta khắc cái chữ tài lộc, tài lộc là đây hàng Bến Tre nha bà cô chú anh chị. Cái này cân ký à, và cái này là bán cân ký. Cái này là bán cân ký, cái này khắc chữ độc quá, quá đẹp. Mình sẽ cái này là rất là đẹp nha bà cô chú anh chị. Trong đó có một nghệ nhân nữa nha, đang ngồi khắc để đưa ra đây bán này nha, đưa ra đây là bán. Sẽ tới phía trước này là cúc, bông giấy, bông giấy nha bà cô chú anh chị, cúc mâm xôi, đây cũng đầy đủ hết, cúc mâm xôi và bông thọ. Đây là cúc mâm xôi chậu nhỏ nè, chậu nhỏ nha bà cô chú anh chị. Còn phía trong thì nó có một số cây như là hoa hướng dương, mặt trời, và đây là mồng gà, hoa giấy. Đây là nằm gần ngõ tư Trung Chánh nha bà cô chú anh chị, ngay cái bảng cầu vượt luôn nha. Đối diện bên kia là một cây xăng, bên này là một cái chợ hoa nha, một cái chợ hoa bên này. Đây là bông mặt trời, bông mặt trời. Ô, phía trong là có những chậu cúc như thế này rất là nhiều, rất là đẹp nha bà cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Còn đây là mồng gà, cực kỳ. Đây là mình sẽ đầy điêu cho bà cô chú anh chị coi những cái hoa tết nha. Cực kỳ luôn nha. Bên kia sẽ có một cái vườn mai nữa. Đây là chợ hoa đường Tô Ký nha bà cô chú anh chị. Đây là bông thọ nha, thọ này là thọ Bến Tre nè. Thọ này là thọ Bến Tre.
đây là đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thượng, Tân Chánh Hiệp, quận 12. Và đây thì cũng là các loại hoa, đây mọc gà cũng đa số như vậy. Đây là mọc gà. Ông bà cô chú anh chị thân mến, đây là chợ hoa đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Cực kỳ đẹp nha bà cô chú anh chị. Đây thì bên này thì mai nha. Đây là mai ở đây luôn nha bà cô chú anh chị. Đây là vườn mai. Đây là mai nha bà cô chú anh chị. Cực kỳ. Đây là mai. Mai này chắc mai Sài Gòn mình quá. Dạ. Wow, cây này đẹp cực kỳ bà cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp nha bà cô chú anh chị. Dạ, cây này rất là đẹp. Dạ, đây là chợ hoa của đường Tô Ký ạ. Chợ hoa của đường Tô Ký. Và đây là sẽ có những cây bưởi. Cây bưởi người ta được trang bị như thế này nè bà cô chú anh chị. Người ta tạo dáng như thế này. Rất là đẹp nè. Cây này mới giữ nè bà cô chú anh chị ơi. Cây này phải nói là quá trời trái luôn nha. Ông bà cô chú anh chị nhìn trái thấy mê luôn. Dạ, quá trời trái luôn nha. Dạ, quá trời trái luôn nha bà cô chú anh chị. Dạ. Rất là đẹp luôn. Dạ. Dạ, rất là đẹp. Thì ở đây thì có cảm thấy ông bà cô chú mình thấy một cây bưởi. Một cây bưởi rất là cực kỳ luôn nha, trái không à. Cực kỳ. Và đây sẽ có một số bưởi luôn. Đó, quá trời về đó ông bà cô chú anh chị nha. Dạ, cực kỳ nha. Kính thưa ông bà cô chú anh chị, đây là chợ hoa đường Tô Ký. Cái này là nếu ông bà cô chú anh chị mình đi quốc lộ 22 thì tới ngõ tư Trung Chánh để vô nha. Vô đụng ngõ tư đầu tiên là Tô Ký nha. Tô Ký Nguyễn Anh Thủ là ngay Tô Ký Nguyễn Anh Thủ luôn nha ông bà cô chú anh chị. Tô Ký Nguyễn Anh Thủ luôn nha. Rất là đẹp. Dạ. Rất là đẹp. Dạ, rất là đẹp luôn nha bà cô chú anh chị. Đây. Mai thì bữa nay cảm thấy mai này là bất quá trời rồi nha bà cô chú anh chị. Cực kỳ luôn nha. Dạ. Mai là cực kỳ đẹp. Mai thì quá là đẹp rồi. Năm nay mai bông nhiều quá hả? Dạ. Cực kỳ nha bà cô chú anh chị. Dạ kính thưa bà cô chú anh chị, cái video mình review chợ hoa đường Tô Ký đến đây thì xin kết thúc. Hẹn ông bà cô chú anh chị mình những video tiếp theo nha. Dạ, chào tạm biệt và hẹn lại ông bà cô chú anh chị mình.